Rồi chúng ta thường nghe đến là những cái yếu tố đầu tiên khi lựa chọn một bất động sản là vị trí, và vị trí. Thì có những cái vị trí, khi anh phân tích một cái vị trí của một bất động sản đó, thì những cái vị trí nào thì sẽ mang lại những cái yếu tố hiệu quả khi đầu tư? Về vị trí khi mà bạn đi đầu tư bất động sản thì nó câu chuyện của nó còn do cái chiến lược của bạn. Chiến lược của bạn tức là ví dụ như là ví dụ một số bạn bạn ấy chiến lược của bạn ấy là mua đất phân lô bán. Đấy, thế thì thực ra thì cái từ vị trí ở đây nên được hiểu là có thể là ví dụ như này. Có những bạn thì bạn ấy làm ở trong hẻm. Mua nhà trong hẻm. Có những bạn thì mua cái nhà mặt tiền. Đấy. Thế nhưng mà do cái chiến lược của bạn, ví dụ như là cái chiến lược có một số người thì họ muốn là tôi muốn mua những cái tài sản nó có dòng tiền mạnh. Dòng tiền nó mạnh. Thì tôi xây cho thuê. Thế thì các bạn mua, ví dụ tôi có bạn viên bạn ấy mua một cái nhà trong hẻm thôi. Thế thì nhà nó những hẻm hai ô tô tránh nhau. Thế thì cả đất cả xây hết khoảng độ tầm 12 tỷ. Thì cho thuê cũng được khoảng 100 triệu một tháng. Nếu mà làm cái nhà, ví dụ cái mục tiêu của bạn đây là mục tiêu về dòng tiền, thì cái tài sản đấy nó đạt được cái tiêu chí đấy. Nhưng ví dụ nếu bạn mua một cái nhà mặt phố thì bạn ấy 12 tỷ thì trong nhiều trường hợp thì bạn chỉ cho thuê được có khoảng 30 triệu, 50 triệu thôi. Thì nó còn do cái chiến lược của mình. Đầu tiên là mình phải xác định chiến lược đã. Thì ví dụ như con số người ở không tôi thì tôi chỉ muốn mua nhà mặt phố. Cái dòng tiền đối với tôi thì nó được một ít thôi. Nhưng mà tôi muốn là hàng năm tài sản nó tăng giá đều. Thì ví dụ cái chiến lược của cái người đấy nó khác. Tôi chỉ Tức mua là nhà nó mặt tăng phố thôi. giá thôi. Tôi muốn mua nhà mặt phố. Nó và tôi không cần phải lãi gấp đôi gấp năm như một số bạn làm bất động sản. Tôi muốn là an toàn, tăng trưởng đều. Thế thì cái đầu tiên câu hỏi là chiến lược thì chúng ta thường là đầu tiên chúng ta phải xác định chiến lược. Bước 1. Sau đó chúng ta mới chọn đến vị trí và khu vực. Đấy. Thì vị trí thì thường thường là tất nhiên là cũng có những cái kinh nghiệm quan trọng. Tôi ví dụ như là một số bạn không có kinh nghiệm, ví dụ đi mua một cái nhà để ở, một cái căn hộ để ở. Thế thì có bạn thì bạn khôn ngoan bạn mua cái vị trí nó là hai mặt thoáng. Và hai mặt thoáng từ căn góc. Đấy, có bạn thì mua vị trí là một mặt thoáng thôi. Thì cái vị trí mà ví dụ hai mặt thoáng chẳng hạn thì tất nhiên giá nó nhỉnh hơn một tí. Nhưng mà nếu mà diện tích nó hợp lý thì tầm tiền nó vẫn hợp lý. Đấy. Thế thì khi mà giả sử mình không muốn ở đấy nữa mình bán thì cái căn góc nó bán nhanh hơn. Cũng tương tự như thế khi đi mua dự án. Cùng trong một dự án cái người khôn ngoan người ta sẽ biết chọn vị trí nào. Đấy. Nên là một số người cùng mua một dự án bạn có thể bị mắc kẹt mà tôi thì vẫn ra được thanh khoản được. Bởi vì do tôi chọn vị trí. Trong cái dự án này nó có 1.000 lô thì cái người khôn là người sẽ biết mua vị trí nào. Ví dụ có người ta khôn ngoan hơn, người ta chọn những vị trí nó thanh khoản hơn. Một số người thì chui vào nô rất sâu phía trong. Và khi cần bán ra thì khó bán. Nhưng cũng có những trường hợp thì là những cái nô mặt đường nó giá nó cao hết rồi. Thì mình mua cái mà nó còn rẻ thì nó lại tăng giá tốt hơn. Đấy. Thì nó sẽ là đầu tiên là do cái chiến lược của mình ấy, thì mới quyết định cái vị trí. Thì lúc giai đoạn đàm phán mình cần lưu ý những cái yếu tố nào để mà có những cái thuận lợi? Ví dụ trong cái kinh nghiệm mà tôi hướng dẫn cho rất là nhiều bạn học viên về đàm phán bất động sản thì hiện nay thì các bạn thường được hướng dẫn hai cái, một là quy trình. Ví dụ đi đàm phán thì bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 là như nào? Một là quy trình. Cái thứ hai là các cái kỹ thuật. Các kỹ thuật thì tôi ví dụ như quy trình chẳng hạn, bước 1 thì ví dụ như là vì tôi có khá nhiều học viên các bạn ấy đi đàm phán thường để thuê mặt bằng rất nhiều cái cho các chuỗi luôn. Có những học viên thì mua đàm phán thì họ đi mua đất được giá rất là rẻ, thậm chí là mua những cái tài sản vài chục tỷ, vài trăm tỷ hoặc là những tài sản vài tỷ đồng thì họ thương thảo rất tốt, chủ nhà tạo điều kiện rất nhiều. Có những trường hợp đi thuê nhà khi chỉ thanh toán một tháng là cả một tháng. Thế thì tại sao lại làm được? Bởi vì do cái kỹ năng đàm phán. Cái kỹ năng đàm phán thì thường được hướng dẫn hai cái, một là quy trình, bước một, bước hai, bước ba, bước bốn. Thế nào ví dụ như là bước một là gì? Bước một ví dụ có thể là cái sai lầm của nhiều người khi họ đi đàm phán bên ngoài họ không biết mình muốn cái gì nữa. Thì họ thường phải chuẩn bị, tức là nó sẽ liên quan đến bước chuẩn bị. Các bạn phải chuẩn bị ở nhà, bạn mong muốn cái gì? Ví dụ, bạn mong muốn là rẻ hơn 10%, bạn mong muốn là rẻ hơn 20%, bạn mong muốn là chủ nhà phải sang tên sổ đỏ cho mình, bạn mong muốn là ký hợp đồng 10 năm. Thì thường là rất nhiều người đi đàm phán là họ không có bước 1, không ngồi xuống xác định là mình muốn cái gì. Đấy. Thì thường họ vào thì ví dụ chủ có thể cái sai lầm mà chủ nhà bảo là anh chỉ cho em là thuê 2 năm thôi. Thì cái người kia bảo à thế anh cho em 3 năm được không? Ví dụ thế. Thì họ thường không có sự chuẩn bị, họ cũng không xác định cái điều họ muốn. Thì đấy, ví dụ thế, bước 1 cái lưu ý số 1 là những cái người mà như học viên của tôi sẽ được đào tạo hai thứ, một là quy trình. Đi đàm phán là phải có quy trình. Đấy. Nó cũng giống như bạn đi bán hàng.
đi bán hàng, đi bán bất động sản, đi bán một cái sản phẩm dịch vụ gì đó, thì nhiều người bán hàng họ hơi sai lầm là họ không có quy trình. Thì đàm phán cũng thế, một quy trình, hai kỹ thuật. Kỹ thuật thì nó có nhiều kỹ thuật. Ví dụ như là vào cái người ta phát giá 10 đồng mình trả 6 đồng thì nó chỉ là một kỹ thuật thôi, nó gọi là trả thấp. Trả thấp thì tại sao dùng cái kỹ thuật đấy? Đơn giản là người ta dùng thống kê. Ví dụ như là tôi trả 10 lần như thế, trúng 2 lần, thế là thành công rồi. Tôi giảm 10 lần, trúng 1 lần, cũng là thành công rồi. Nhưng tôi luôn dùng ví dụ, đấy là một chiến thuật. Tuy nhiên là cái chiến thuật đấy không phải lúc nào cũng áp dụng được đấy. Bởi vì có những trường hợp thì là thị trường đang tăng trưởng, ở đấy đang rất là sốt, hoặc là người ta đang tranh nhau mua. Thì 10 đồng mà trong khi lại 5 người vào mua, 5 người vào hỏi, thì bây giờ là bạn không thể trả thấp được, mà ai nhanh người được. Đấy, thì chiến thuật thì có thể áp dụng trong tình huống này, nhưng có thể không áp dụng trong tình huống khác đấy. Thế thì thường đấy tôi vừa nói hai phần là một quy trình, hai chiến thuật. Thì quy trình thì dùng được trong hầu hết các trường hợp. Chiến thuật thì có thể là cái vụ này thì phù hợp, vụ khác thì khó áp dụng hơn. Thì một người thông thường người ta sẽ học được khoảng độ tầm 20 đến 30 chiến thuật khác nhau. Đấy, còn quy trình thì có một cái nữa. Mình đàm phán thì có những chiến thuật nào? Vâng. Thực ra thì rất nhiều chiến thuật. Cái chiến thuật mà mình vừa nói thì nó là một chiến thuật thôi. Đấy, chiến thuật mà mình vừa nói câu chuyện là vào mình thuyết phục chủ nhà như nào. Ở đây thì nó tùy vào cái cấp độ mua của bạn. Cấp độ mua của bạn là cái để bạn đang đi mua nhà dân, nhà ở. Cũng như trường hợp thì bạn đi mua lại cả một dự án. Đấy, mua lại cả một dự án thì cái thời gian đàm phán nó rất là lâu. Và nó có thể gặp nhau, nó tương tác nhiều lần. Đấy, mua nhà dân thì có thể gặp nhau tương tác khoảng 2-3 lần. Đấy. Cũng có những trường hợp là bạn mua của dân hay bạn mua của chủ đầu tư. Chủ đầu tư người ta đã fix bảng giá, các vị trí mặt đường giá 10 đồng, các vị trí mặt sau giá 8 đồng. Đấy. Thì trong rất nhiều trường hợp khi mua của chủ đầu tư thì cái việc đàm phán của bạn nó sẽ khó hơn. Tất nhiên là với những người có kinh nghiệm người ta vẫn biết cách, và vẫn có những một số cái ngoại lệ. Ví dụ như là tôi mua nhiều hơn thì giá tôi tốt hơn. Đấy, tôi vào đúng thời điểm chủ đầu tư cần tiền. Thì còn về cái câu chuyện là chúng ta ví dụ trong trường hợp của bạn, những bạn đang nghĩ việc là đi hỏi cái câu hỏi là mua của dân, nhà cá nhân, nhà thổ cư, nhà phố, thế thì chiến thuật thì có nhiều. Có những trường hợp thì người ta ví dụ bạn vừa nói đến là cái cách mà tôi trả ngay thì giảm cho tôi tiền 10 đồng để cho tôi 8 đồng tôi trả luôn, thì nó gọi người ta gọi là việc trao đổi giữa các biến số. Tức là thường nó chúng ta có 3 biến số, là có tiền, có thời gian và có công sức. Ví dụ như là tài sản 10 đồng, ok, tôi đồng ý bạn 10 đồng. Nhưng mà đấy là biến số tiền. Biến số thời gian thì ví dụ mình lại tương thẳng là tôi xin 6 tháng. Và tôi muốn là ví dụ bạn cải tạo lại cho tôi cái tài sản này. Thì cái đấy nó liên quan công sức. Tức là ví dụ đấy là một chiến thuật. Hoặc đấy là một cái việc trao đổi giữa các biến số. Thì không nhiều người đi đàm phán thì họ biết những cái điều đấy. Bởi vì họ không được trang bị kiến thức, họ không được học. Đấy. Nên là đôi khi tôi nghĩ là cái việc đầu tư vào trí tuệ, ví dụ đi đầu tư bất động sản thì mình mua 1 đồng mình bán 2 đồng đã là rất là thành công rồi. Đấy, nhưng mà với đầu tư vào trí tuệ có thể bạn mua 1 đồng và bạn có thể thu về 100 đồng.